Hai anh em mình xin kính chào cô bác chị các bạn. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Trước tiên hai anh em mình đây buổi chiều cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui, buổi tối thì an lành. Thì hôm nay mình mới mua được mớ lòng bò, lỗ tai bò, lỗ tai. Cái này mình mua về cái mình khử mùi, mình trộn cái rượu với gừng sạch trơn hết, hết cái mùi. Tính nó bày làm gì đây? Nó phá lấu anh. Phá lấu mình có chuẩn bị là một thau nước dừa. Đồ ốc của mình thì đây là có thảo quả và quế khâu với bông tai vị, gừng với ghiền, dầu hào. Đây là cái cà ri dầu, với lại bột cà ri, đây bột nghệ, bóng màu tôm, bột cà ri. Cho hơn nữa bịch. Cái này là gần 4kg, 3,6kg. Biến màu cái tôm cho nó lên màu đẹp. Miếng một ngày. Thảo quả với khâu bông tai vị. Dầu hào. Muối, chút xíu muối, hạt nêm, đường. Cái này mình nó không có nước, thành ra mình đổ vô đây mình ốp, chứ có nước thì mình quậy ngoài nó cũng dễ hơn. Ngọt, cà ri dầu, gừng đập dập với ghiền. Cái này nãy giờ mình ốp cả tiếng, mình nấu luôn. Nó phải lâu mình nấu 3-4 thứ đậu lòng rồi. Một mét rồi. Nấu gì cho nó ngon. Cái này mình xóc cho nó dễ. Nào nó săn khô hết nước thì mình cho nước dừa vô. Cho vô nước dừa vô đi ba. Ta nấu người ta có xài nước cốt nhưng mà mình nước cốt béo ăn dễ ngán mà mình không xài nước cốt. Đây luôn. Thơm phức. Quá hấp dẫn luôn. Nãy tôi biết là tôi ở trong này. Đi sao anh? Tôi bưng nguyên nồi đi đưa. Đi sửa ra ngoài đồng luôn. Có lẽ cái này chạy đi kiếm dữ lắm đó thôi. Đấy luôn á. Mấy cái miếng này vậy, ngon lắm nè. Còn đây em nói mà chắc mềm, khỏi sắc ấy, ha. Tôi bỏ túi mấy cục này, tôi bỏ túi được. Cầm ngay lên đó.
Ta bỏ lên căn thử đi. Cái dĩa này mình căn hoài mình biết cái dĩa này 200g. Wow, dữ gì? Nhiều đó. 2 kg luôn hả? Ký 8? 2 kg ăn kia. Đấy, cái này ký 7. Ký 7 trừ cái dĩa ra còn ký rưỡi anh ba. Với 12 ổ mì, đây là có ai ăn dụng không biết. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ổ. Qua lẻ rồi, qua sức chân này. Đây hả? À, đây đây, coi nào mà có thêm nước thì cứ múc nước thêm. Tại vì bánh mì gì khi nó ăn hao nước lắm. Ha. Tự nãy rồi nè. Ok anh. Hôm nay là thử thách anh ba, số lượng người mình không nghĩ là anh ba ăn hết đâu. Nhưng mà anh ba khi nào ăn hết được thì ăn, không hết được thôi anh ba. Tại vì 1 kg rưỡi phá lấu và 12 ổ mì. Ổ mì là ổ mì đặc ruột luôn. Nữa. Mì là rất là căng. Mì này nó nhỏ mà nó có vỏ. Mì đặc ruột. Em đặt em mua bánh mì đặc ruột rồi cho nó ngon. Chính mì kia nó bụng than à. Đúng rồi. Rồi ok. Ăn hết. Tặng 5 xỉu cũng phải chơi với em. Còn không hết thì ăn thôi ha. Rồi, rồi, rồi. Rồi anh ba mời cô ba chị dùng nha anh ba. Rửa chén cũng được. Rửa chén. Mời cô chú anh chị các bạn dùng phá lấu với bánh mì. Rồi ăn lên. Anh ba kiểm tra cái mít thì mà em canh ba. Để quên thất bại lắm. Ok phải không? Rồi. Lắm. Quá sức à. Đây 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 mềm á. Ừ. Con nhóc đang bấm nè. Số mình mua mấy ký mình quên rồi, mà hồi số mình mua như 4-5 kg hay gì. Chấm vô cho nó mềm hơn anh ba. Đúng rồi. Có ăn thêm, ăn thêm. Hồi thêm nước còn thêm. Bài em ba dặn lẽ em nghĩ nhiều nước chắc em chấm mà hồi thiếu quá múc thêm mà hết múc thêm.
Cháu lấy mấy cái tô không, cái căn nhỏ này phải thêm nước à. Đi anh. Tưởng là chúng ta ngon à. Ngon anh. Rất là ngon luôn. Quá dữ. Tiếp tục. Còn 7 ổ. Còn ổ thứ 5 rồi.
sơn. Ông bánh mì này về cái thịt này đó biết chừng nào mới đói rồi đó ta. Phân nửa mì mà thịt thì ăn thịt với nước gần hết. Sao bảo rồi lắm rồi, không có còn nữa. Nó nhiều quá nữa, 12 ổ mà. Dữ lắm ăn mà đâu ngưng miệng đâu. Cái đó nhiều. Ừ, nhiều anh. Đúng rồi, đó em có làm mì em biết nè. Ví dụ còn ổ mì anh đang cầm phải không? Là cục bột với em nói ví dụ bằng chân cái. Còn ổ với mì bọng á là khoảng ngón tay ngón tay mình nè. Ở trên lệch vậy đó. Phụng lên nó trong rất tạm ạ. Ừ. Cái này là kiểu như người ta làm nó chưa có nổi, hiểu không? Chưa nổi là người ta nướng luôn. Hơi hơi cái người ta nướng. Còn mà bánh mì mà bọng á là người ta để men khi cho nó nổi thiệt là nổi người ta mới nướng. Rồi nó bự ra. Bánh mì có 100 gram ăn ngon. Ừ. Nặng á. Nặng cái bột nó đặc ruột mà.
Giật 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 còn bốn ổ ở ngoài quá dữ. Kéo không? Anh cắn cái anh hút cuột cái em này nuốt cái ực. Lấy cái giá rồi múc thêm miếng ít nước lên có giá kìa, múc thêm chút nước đi. Mà để cho anh ba anh tự múc, anh ăn nhiều anh tự múc. Ừ. Em để sẵn cho anh.
Cái này là cái này là hơn hơn ký rưỡi đó, là nãy khoảng ký bảy đó anh bà, ký bảy rồi đó, nãy tính ra nước thêm nước. Ừ. Từ nãy múc nước vậy vừa ăn rồi. Ừ. Khoảng ký bảy nước nãy giờ múc thêm. Bánh mì rút nước quá. Đúng rồi. Bánh mì khô anh ăn là cũng múc cũng khó nuốt, phải chấm thêm nước vậy đó mới ngon. Mình đặt nó hút nước vô. Ừ. Đó, mềm cắn ăn cũng được mà. Quá dữ, ổ thứ 10 à. Đấy, cục thịt bự đó anh không hết thì thôi em ơi. Cứ ấy, tại vì anh múc thêm 200 g cái gì trừ là cái đó 200 g cũng hợp lý à. Còn thích ăn thì ăn hết luôn cũng được. Tiện à. Dạ, hai ổ mì trước cái nó. Tiện à. Cái thịt thì chúng ta nó dễ hơn cái mấy ổ mì. Dạ. Vậy là làm cái khó chứ hả? Làm cái khó luôn. À, tiện à. Cái thịt này nhai qua lội được. Ừ. Không, cái thịt đó cục nó ngon lắm anh. Chứ còn bánh mì qua lộ cái con mắt chốt luôn á. Ừ. Chốt tôi liêm nhiêm nữa. Đèn nhanh nữa. Ừ. Thank you.
quá đỉnh. Xong 10 ổ. Chờ. Cái đầu này nè nó cứng hơn cái lông mày. Ừ. Mày cũng vô đúng cái góc rồi. Mắt căng bằng nè. Xé xé nó kìa. Cái nó rút nước rồi. Nó có cục bột cứng ngắc kiểu này nè. Ừ, ừ. Ba ăn vậy cái bụng anh có bao tử anh có chảy ra ngoài không sao anh chứa dữ vậy anh vợ? Có cái cú cốc của nằm bên. Dạ. Nó lại nó đầy phải không? Cái chuyện đó cú cốc. À, dạ. Có 2 tuổi hả? À? 2 tuổi. Dữ à. Tụi nó chảy ra ngoài bớt. Quá lố. Cho trên ly nước nữa ừ. Cho rồi tiêu diệt hai ổ bánh mì cái ổ này cho rồi luôn cả ừ. Sao anh? Thổi trên bụng tới đây nó máy hú nghe đó. Ừ, gần tới rồi. Hút cái cái kinh này. Cái kinh này không rồi, nó giờ nó lạng rồi. Ta thổi. Hút chỉnh đắt rồi lên. Thổi thâu lại sao rồi thả bom vô. Ừ. Còn đúng ổ à. Mày chịu đi chợ có đi chợ mua đồ ăn á giờ không có giọt nó mấy tủ bánh mì đâu. Dạ. Mà biết giờ mà. Biết giờ. Có mấy người cô bán mấy chị bán á. Ừ. Thấy chợ cái mời. Ừ. Ăn cái đã thèm phải không? Đã luôn, còn nói nhắm bánh mì. À, 11 ổ. Quá lẹ. 11 ổ đi giật luôn rồi.
hết để cho họ. Wow. Ừ, rồi mình không mới đầu vô đầu bếp là mình không nghĩ là anh ba ăn hết. Ổ thứ 2 luôn rồi. Có lẽ 12 bánh mì, 1,5 kg phá lấu, vừa cá vừa nước. Quá sức. Đạt kỷ lục luôn. Ổ bánh mì này người ta làm chế độ cho người ăn ổ dồn thịt vô thôi. Dồn thịt vô là người ăn ổ. Họ móc tẩm luôn 12 ổ luôn. Quá lẹ. Ừ. Cái nước 1,5 kg. Quá lẽ. Ta ăn ổ người ta hay mặn được ngàn ăn mũi rồi. Khô quá lẻ một móc. Qua rồi lại nha. Ừ, đi nè. Đó, có như là anh hoàn thành rồi đó. Còn anh muốn ăn nữa thì năng. Thôi hả? Có như là mình trừ cái nước, thì cái này thì cũng còn 1,5 kg cũng có đã. Có ăn phải nói mình mới đầu vô là mình không dám nghĩ là anh ba ăn hết. Cuối cùng hết luôn.
Thì cái con dương cục nhỏ với chút xíu ruột đó thì trừ qua cái nước mình đã y múc hai lần nước thì cũng cần 1,5 kg đây. Quá dữ. À, ăn món này ngon không ba? Ngon bởi vậy mới làm hết đó đoạn lũng này. Dạ ok. Hai anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian với báo xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào hẹn lại, bye.